Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của 1m63shop. Và các bạn ơi, hiện tại mình đang có mặt ở Hồ Tân Xã. Trong video này thì xin mời các bạn cùng với cả anh em mình, chúng ta sẽ chơi ở Hồ Tân Xã. Hồ Tân Xã là một hồ nước tự nhiên nằm ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Hồ nước này thì khá là gần trung tâm. Đặc điểm của hồ là nước rất sạch và yên, ít gợn sóng nên khá thích hợp để lướt ván phản lực. Xin chào các bạn đã đến với kênh ván phản lực 1m63shop. Kênh đầu tiên có chủ đề về ván phản lực, một bộ môn còn vô cùng mới lạ và thú vị. Hãy cùng mình và các anh em trong câu lạc bộ ván phản lực tham gia vào những chuyến lướt, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và con người trên khắp đất nước Việt Nam, cùng bóc hộp những chiếc ván lướt mới nhất, cùng chia sẻ về kỹ thuật chơi cũng như là cách vận hành ván phản lực. Và đừng quên là mình cũng có hướng dẫn chơi cũng như là bán tất cả các loại ván phản lực e-foil với chế độ hậu mại số 1 Việt Nam. Trước khi bắt đầu thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn thông báo, một hành động tuy nhỏ với bạn nhưng vô cùng ý nghĩa đối với mình. Còn bây giờ thì xin mời các bạn đến với video ngày hôm nay. Hôm nay thì thời tiết khá là đẹp, trời nắng nhẹ và không gắt đấy, và không có gió, cho nên là các bạn có thể nhìn được cái mặt hồ Tân Xã nó vô cùng là yên, đẹp. Vô cùng yên ả. Và hai anh em mình, các anh em mình hôm nay sẽ chơi ở đây từ giờ đến tối. Và hai anh em mình đang chuẩn bị khởi động chiếc ván cũng như là lắp ván. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về cái ván phản lực này cho các bạn xem nhé. Ván phản lực của mình thì sẽ chạy động cơ xăng 2 thì. Vì thế nên các bạn có thể nhìn thấy anh Việt đang pha nhớt vào xăng với tỷ lệ là 2,5% để làm nhiên liệu cho chiếc ván phản lực. Ngoài ra thì ván phản lực này còn có những cái bản chạy điện đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ không mạnh và không bốc, và cái cảm xúc nó sâu sẽ không nhiều được như ván xăng. Anh Việt vừa mới khởi động chiếc ván. Đây là bản Silver Subray. Động cơ của em này thì có cái dung tích là 106cc, công suất là 11 mã lực. Đấy, tốc độ của nó tối đa là 60km/h. Thì bây giờ anh Việt anh ấy sẽ xuống đầu tiên và test ván. Trước khi xuống chiếc ván thì chúng ta sẽ phải mặc áo phao này. Và trước khi khởi động thì anh Việt nhớ khấn nhá. Đấy, các anh hôm nay đi chơi khá là vui vẻ. Xin các vị khuất mày khuất mặt ở hồ Tân Xã này chúng cho bọn em chơi từ giờ đến tối. Nói chung là bốc. Rồi, bây giờ mình sẽ set up cái ván tiếp theo của mình. Đây là con Super Surf bản Pro. Pro thì nó sẽ khỏe hơn này. Cái động cơ của nó to hơn. Nó là 125cc cơ. Và cái công suất của nó to khoảng tầm 17 mã lực. Bản Pro này thì sẽ chuyên dùng cho các anh em cao trên 1m8 và nặng trên 80 cân. Như anh Đông đây, các bạn có thể nhìn thấy. Khá là mệt, bây giờ phải đến tầm 2 giờ rồi các bạn. Anh em mình vừa mới đặt con gà về đây. Anh em sẽ ngồi ăn trưa luôn đây. Giờ lướt một lúc thấy mệt lắm rồi. Bây giờ anh em mình sẽ ăn nay có món gì đây? Cà ri. Cà ri à anh?
gari rau. Bao nhiêu một tí nó xuống nó đỡ về là bốc hơn hẳn này. Mình dùng nước một tí ấy, ăn cảm giác nó ngon hơn này. Rồi, hôm nay mình có gà này. Khác, xôi chim này. Đa khác. Ủa, lạnh vào nó. Còn gì đâu? Thiếu ai đây? À còn gì nữa nhỉ? Cái không xuất tí nào. Chén mắm. Đang đua kìa. Cần nữa. Anh em mình vừa ăn cơm xong thì các bạn có thể tìm thấy trời mưa, trời nhìn mưa đen hết cả trời rồi à, lạnh, gió lạnh mà phải ngồi xuống dưới hồ cho mát. Các bạn nhìn thấy mưa nó bay khá là rõ ấy. Anh em mình vẫn đam mê lướt ván đây, đứng ở đây nhìn cho nó có cái khung cảnh sau cơn mưa trời nó lại nắng lên, anh em mình lại có cơ hội được chơi tiếp rồi. Đây vừa nãy mưa thì vẫn cố tình chơi, tiếc hôm nay mãi mới được hôm đi chơi ấy, cứ chơi thế là nó lại nắng lên rồi, lại chơi thoải mái. Chạy đi, đánh ra đi ơi. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm ra thể dục này, thấy hay quá nên là ra xem khá là nhiều luôn. Hôm nay anh em mình sẽ chơi đến tầm khoảng 5:30 đấy, tối là anh em mình sẽ về. Sau một buổi chơi gọi là xả láng thì anh em tôi bây giờ sẽ cất bán, lên xe và dọn đồ được đạc đi về thôi. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình và nhớ cho mình một nút like cũng như là một subscriber nếu như các bạn thấy video này hay nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.